Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lâu lắm mình chưa làm vlog với các bạn nha. Hôm nay thì anh em mình sẽ về một miền quê để đi dỗ các bạn ạ. Mình về trên đây để mình nướng hàu với nướng cá sấu này. Đây, bây giờ đất đường xấu quá phải dùng xe bò, xe trâu vận chuyển các bạn ạ. Đây. Vlog cái này. Đấy. Là ôm cua luôn chú. Ôm cua luôn à? Đấy, nhìn xe trâu ôm cua. Đấy, thấy chưa? Okay. Đấy, lá chua không ngồi xuống. Đấy, đây, lui. Đẳng cấp chưa? Chuẩn bị lấy hàng anh em nhá. Hôm là người anh em mình lấy trên kia ngồi luôn anh em ơi. Đá phải ngồi lên rồi nhá. Đúng rồi. Đừng nó cao cao, sẽ lui đây. Đấy, đeo lên ngồi hẳn lên đây. Đeo lên. Trời ơi, bà bầu à. Đúng rồi, chính xác, bỏ được. Lấy người đi, con lấy người được mà. Lấy đi luôn. Thành niên lái chu. Bạn này là bạn lái chu nhá, bạn lái chu bạn ấy, mấy chục năm em lái chu mấy năm rồi? 21 năm rồi. Chà. Anh em ơi rất nguy hiểm anh em ạ, đi ăn trâu đấy. Các thành viên này. Vừa trời đi. Đây là anh em mình đang còn về quê để đi dụ nhá. Nhấp hết tá quần rồi anh em ơi. Đây anh em. Khổ cực kỳ luôn. Nhìn này. Đây là toàn những thành viên này, một bà bầu này. Ui. Bà bầu. Đây các bạn, tôi không thể nhịn được cười nhìn đất này, không đi được. Bò, mẹ đi kiếm bò. Nhỏ thôi mọi người. Im. Anh đi ăn trâu à? Im nha, bình tĩnh nha. Mọi người thấy cơm chưa? Này, xung quanh là đồng không ông quạnh nha mọi người, là toàn cây với lá này. Ôi, mình ngồi đang ngồi trên. Đấy, cái em. Bẩn hết quần rồi. Dạ đúng rồi, lấy mấy cây hay đó chú ạ. Chấu này. Lần đầu tiên anh em mình đi thế này luôn. Đi từ nhé. Im. Thằng Gôn im đi, mình đừng có nói. Anh mình thoát tim không dám nói đâu anh em ạ. Thật luôn. Châu đi nhanh. Đấy mọi người. Trông nhanh rồi nhé, mẹ sợ chết chả đến chỗ rồi. Trời ơi, cái đường. Trúng phạt trực tiếp. Sửa các bạn nhé. Các bạn thấy cơ không? Vậy thì trách chi nó lâu lâu nói về quê bữa nó dám về liền. Ừ, cái này giống lá móc mất rồi ta. Đây này. Không phải không? Ở đây nhiều bữa. Ừ, xa xa có một cái nhà mọi người à. Ở đây ít nhà lắm mọi người ạ. Trường để nói cảnh đi để tiếp tục mọi người này, tiếp tục thêm một đoạn lầy này. Thành niên đang đi tự sướng nữa mọi người. Đang còn tự sướng làm chi nữa. Đây, mọi người thấy chưa? Ê Trương ơi, cười đẹp trai quay vlog. Quay vlog đi. Này. Chú ơi, tôi mới chỉnh. Đó, thầy chú ngồi ghế đi cho đờ nặng nghe chú. Từ từ đã. Từ từ bổ nó. Bình tĩnh. Mẹ ơi. Rồi, cho nó xuống lại xe đi. Được này, em cần phải chắc này. Sao nó càng tối? Gôn về nhà đây em. Gôn về nhà bà cô. Gôn về nhà đây. Về bà cô. Về bà cô. Con đã biết. Ở đây nhiều lúa cô này. Ừ. Con chiều đó, con ở. Ôi. Mọi người mình sợ trâu mệt quá mình phải nhảy xuống mọi người này. Về đại đường nó cũng sạch hẳn rồi các mọi người ạ. Đấy. Thấy chưa? Hàu này, cá sấu này, chở đồ này. Đấy, vào nhà rồi. Bẩn quân rồi. Chào bà. Dạ. Không phải bà, con quay làm kỷ niệm thôi.
Không mở cũng xuống cái đầu. Cái bông cuốn mẹ nó cũng xuống cái đây. Bông xuống cái thằng này không có chuyển được gì. Bông nó có bị xuống không đâu, mấy cũng giật một phát. Đông quá. Vui không các bạn? Vẫn còn như dũng trăng à. Thằng gì? Em vẫn sạch chứ. Em vẫn sạch à? Bẩn quần rồi. Hey mọi người nha, hiện tại là 9 giờ sáng mọi người ạ. Tối ngày hôm qua là về say mệt quá mọi người ạ. Đây anh em mình đang đưa hai con cá sấu đây, hai thành viên đang quay cá sấu các bạn ạ. Chào mọi người các bạn. Hey. Nhờ tiếp tục ngày hôm qua đó anh em mình đi xe bò vô đây các bạn nhá. Hôm nay là ngày thứ hai em mình có mặt tại đất Lâm Sinh, huyện Nghệ Đàn. Đấy, bên cạnh mình đây là hai con cá sấu với hàu các bạn ạ. Rất là nhiều hàu luôn. Hàu này nó rơi tầm khoảng tầm 130 mấy con ấy. Đấy, mọi người thấy không? Hàu rất là béo luôn nhá. Anh em nào thích vỉa hàu liên hệ cho Quỳnh Bơm nhá. Wow, tối qua cũng nướng ăn rồi, tối qua nướng ăn được gần 3 con, 29 con. Cá sấu mình làm từ cái sáng mọi người này, nó lên màu này, rất đẹp luôn. Đấy. Đây, toàn các thành viên. Vâng. Rồi hàu này mọi người. Cháu chắt này, lâu ngày về làm này, mà không biết thái cái món này này. Con sớt con tê. Rem rồi. Thằng này làm rớt cho mọi người ạ. Rớt mất con cá sấu xuống à. Cá sấu sống à? Quay đi em ơi. Quay ngang ấy. Không, quay lưỡng xương này. Ê, rớt này. Cái que ngắn hơn. Chết. Lý Chuyệt bảo đứng hai bên cùng quay, đứng quay bên, anh rớt. Ừ. Ê, mọi người sát lại ra đây cho mọi người xem này. Đấy, thấy không? Vừa không? Nhưng mà sang đây là thành phẩm mọi người này. Anh em mình nướng hàu vườn xong anh em ạ. Đấy, cá sấu thì anh em mình nướng chín rồi kìa. Đấy, mọi người thấy không? Tuyệt vời luôn. Quay 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 chị nhé. Chị quay bắt lại là thôi cho nó xa xa đấy. Nó lại nhỏ nữa, nó lại nhỏ nữa. Đây, để mình quay cho cậu này, cậu mới vào tại nghề, cậu chưa quay các bạn. Đây cho mọi người xem này, tuyệt vời không? Thấy chưa? Đây đang còn rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đây. Đấy, rất béo ngậy luôn. Đây đang còn nướng các bạn này. Nóng quá mình chỉ view qua thôi cho các bạn xem thôi. Nướng thêm lại. Đây, mọi người ơi, xong rồi mọi người nha. Nhưng do nhiều quá anh em mình phải san ra. Đây một mâm. Hey, chào các bạn nhỏ. Chào đi. Ôi chào. Chào đi mày chạy đi. Các bạn nhỏ nha. Ôi chế mặt. Đây, mọi người hàu này. Mình review cho mọi người xem nhé, hàu này. Đây là các ông các bà này. Đấy, thấy các ông các bà không? Ngon không bà? Ngon này. Dạ. Đây xong rồi các bà. Thôi mình chỉ quay thế này các bạn nhá, tại vì đang quay thế này nó hơi ngại tí. Thì đoàn tá đây thôi. Trời ơi, một mâm. Ủa, nhiều ơi. Đẹp vậy, mọi người thấy không? Mâm cụ ở quê đấy các bạn. Đấy, cá sấu này. Tôm này, hàu này. Đẹp không? Cá sấu đấy, cá ngư đây. Đây, mọi người ơi. Thấy chưa? Cái đĩa hàu này, đĩa hàu cuối cùng à? Ê, không có lạc này. Đảo cái này đi. Mọi người ơi, salad. Đảo ơi, đấy đảo thôi. Đảo. Cá sấu. Nhiều món mọi người ạ, tôm nướng sa tế nhưng mà do trời tối quá bóng đêm cháy. Đấy, nhiều lắm mọi người ạ. Đấy, hồi nãy anh em mình sẽ tiếp tục đi bằng xe bò về. Mọi người nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ để cho mọi người ăn. Đây là cái nước dưới và cái salad. Rau không mọi người ạ. Đây, cái cam đây, để đây.
Mọi người ơi, nhiều đồ quá mọi người ạ. Ăn không hết này. Thanh niên này. Nhiều đồ quá mà ngán là ăn mì tôm mọi người ạ. Đấy chưa? Mình cũng ngán mọi người ạ. Mình cũng ăn mì tôm. Mà đồ nhiều quá. Ừ, ngon không? Ngon này. Nhưng cái mì tôm mà ăn bình thường nó lại không ngon. Cái mì tôm mà nó xem kệ những cái đồ ngon á, đôi khi có những cái món ăn bình thường nó vẫn là ngon. Đúng không? Thèm là chảy hết nước miếng này, ngó từ này có được ăn không? Mời mọi người ăn mì tôm nhá. Này. Đây mọi người ơi, ăn xong rồi mọi người ạ. Anh em mình ăn chán rồi. Đây, bây giờ mình đi ra một cái vườn quê của nhà bà của bạn mình nhá. Wow, cam này. Ôi, chín đầy luôn. Cam với quýt nhiều các bạn nhà này. Rất nhiều luôn nhá. Đây. Ở quê mà các bạn. Này, các bạn nhìn ở quê này. Đấy, thấy không? Rất nhiều cam quýt luôn mà rụng dưới đất rất là nhiều luôn các bạn ạ. Wow, nhiều quá. Như cam này đến mùa rồi phải, nhưng mà chưa bứt. Đấy. Nhưng mà nếu mà bứt là ngày trước mình có buôn cái này các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình không buôn nữa. Wow, cam đẹp mà. Các bạn thấy không? Đấy. Không biết cam này cam gì ta. Đấy, cam đẹp không? Chín này, có quả chín vàng này. Thấy chưa? Ô, tuyệt vời rồi. Đấy, mọi người ơi, bây giờ phải đi bộ về này. Phải kết thúc video cho mọi người xem cái hai anh em phải đi bộ. Mấy bạn kia đi xe máy hết rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video thú vị, không quên nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye nha. Được rút cam này. Bye bye.